Rồi, gieo đinh bò nha anh em. Gieo con bò nè. Xích tới đi bác, xích tới đầu nó luôn đi. Cái cột đang đầu nắng luôn đi. Thì xích tới đầu nè, bây giờ tao mới như vậy nè. Hướng dẫn anh em gieo tinh nhân tạo bằng phương pháp nội soi nha. Gieo con bò nè. Đây, nó vừa xuống là chủ điện trễ. Rồi. Đó, cột sát mở luôn. Thì đó, được rồi, buộc cái dây. Trước dây ta buộc cái kỵ sát. Rồi, bao buộc có không con? Rồi. Buộc cổ nha. Ừ. À. Trắng được đẹp. Hấp trắng nó cũng 3 tháng rồi bác. Đẹp. Đúng rồi, con tháng mấy 2 tháng rồi. Mấy 2 tháng rồi. Nó đẻ hơn trước xào lúa bữa 2 bữa. Vừa vậy rồi. Bên em dẫn anh em làm phương pháp gieo tinh nhân tạo bằng pháp nội soi nha. Nay mình gieo bò thực tế nha. Mình hướng dẫn anh em làm theo nha. Thì đầu tiên mình cứ gieo xuống. Anh em. Giá đỡ điện thoại. Thì ai quen thì nhiệt độ cũng tin là 37 độ nha. Thì mình xe thì bằng nhiệt độ cơ thể mình thì đấy, ai không ấy thì có cốc nước tắm thì đo nhiệt độ. Mình sử dụng quen rồi thì mình dùng bàn tay.
độ cơ thể, đẩy cho bọt khí này lên, mình sẽ ngắt đây. Xuống rồi vô một phần dở lưng đó. Lấy dây lại đi. Chào chủ chơi làm với coi thì tự đi em lấy gươm gãy gãy chân chút thấy không gãy miếng này lấy gươm chỉ nó trơn quá có cái chết gì vậy bám rồi nhiều hơn nha. Cháu kia kêu mình ơi lấy cây dầu cù lạ cho ông nội ông Tha nó kiện nhớ đây. Dạ. Bà nãy lấy cây dầu cù lạ. Ông nội ông Tha ai giúp cái giặt cái sợi của con bò kìa. Con vô con cầm kìa. Trời ơi, nói không? Thử cỏ nó mà ăn không nói vừa rồi chứ chưa ăn cỏ được thôi cho một bữa nó ăn cỏ đi lắm nó vừa
một con. Rồi. Im. Mới vô xong anh em. Cái cung nở rất là, hồi nãy mình không quay cận cảnh được cái ma chổng mái anh em xem. Pháp chút xíu coi rồi, pháp đẹp đây. Chào anh em nha.